Phạm phù thật là đáng thương Cảm động đến Đức Phật A-di-đà Phật A-di-đà phát tâm từ bi Chiến lập đạo tràng này Để tiếp dẫn mọi người Giúp đỡ mọi người Đạo tràng này chính là thế giới cực lạ Dùng phương pháp nào để lìa tầm ý thức Dùng một câu danh hiệu Chỉ cần chuyên tâm niệm Thật lòng niệm không cần nghĩ ngợi gì hết Chỉ cần niệm một câu danh hiệu Phật Niệm lâu ngày Tâm ý thức tự nhiên không còn nữa Cách này thật hay Niệm không thành công Chỉ cần đè nén phiền não xuống Nhẹ nhàng đè nén nó Đừng cho nó khởi tác dụng Là có thể giảng sáng rồi Chiêu này lợi hại lắm Trong tám dạng bốn ngàn pháp môn Không có pháp nào hơn Chiêu này ai cũng có thể làm được Thật là giả người tu giả người giảng sanh Chỉ cần chịu tin tưởng Chẳng có pháp môn nào có thể sánh với nó vì pháp môn này rất dễ thật là thuận lợi ruột rảo viên mãn đáng tin lại nhanh nữa cũng chính vì vậy nên rất nhiều người không chịu tin làm gì có việc dễ dàng như vậy sao mà đơn giản thì không tin được cho nên để cơ hội này vượt mất chậm trễ mất rồi Quý vị thật sự tin tưởng Thật sự đã rõ ràng Thật sự chịu làm Thì suốt đời này không có gì là không thành tựu Giả người tu Giả người giảng sanh Những chướng ngại thật sự Không phải từ bên ngoài Mà tự trong chính quý vị Chướng ngại thứ nhất là gì? đó là không xả bỏ được nhục thân này luôn luôn cho rằng đây là ta đây không phải là ta không phải là ta nhưng lại cho là ta điều này là sai lầm lớn không buông bỏ được bản ngã quý vị thầy đức phật a di đà dạy chúng ta nên buông bỏ bản ngã như thế nào ngài dạy chúng ta niệm phật từ sáng đến tối niệm niệm không rời a di đà phật quên mất bản ngã phật a di đà liền xuất hiện phật a di đà chính là chân tâm của bạn phật a di đà là chân thân của bạn bạn đến thế giới cực lạc đến làm phật a di đà Đức Phật A Di Đà khắp pháp giới, khắp hư không giới là tổng danh hiệu của tất cả chư Phật Như Lai. Cũng giống như con người trên quả đất chúng ta vậy Dùng một từ người để chỉ chung cho con người Nói người chúng ta đều là con người Danh từ chung Phật A-di-đà tức là danh hiệu chung của tất cả chư Phật Chúng ta không thể không tin Không tin thì cơ hội này sẽ qua mất Đáng tiếc thay Học Phật rồi còn hướng ngoại tìm cầu Quý vị nghĩ xem có oan uổng không? Những người tìm Pháp ngoài tâm nhiều lắm Vì sao vậy? Vì họ không thâm nhập kinh tạng Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thuyết Pháp Giảng Kinh 49 năm Đã giúp cho chúng ta rất nhiều Kinh được xưng là bảo Đến bảo mà không cần Thì quý vị cần cái gì? Đó chính là pháp bảo Phật còn tại thị Phật bảo là đệ nhất Phật không còn tại thị Pháp bảo là đệ nhất Từ trong Pháp bảo nhận thức được chân Phật Rời xa Pháp quý vị không biết Phật nữa Cho nên quái trời vô tượng cũng chứa ngại về việc gặp Phật nghe Pháp Đó gọi là nạn Nạn thứ năm là Bắc Cô Lô Châu Chính là Uất đơn Diệt. Nó cũng gặp nạn Phản ngữ là Út đơn Diệt. Chữ Hán là thắng sự Đây là tiếng Phạn Dịch thành chữ Hán nghĩa là thắng sự Nơi này rất thù thắng Hồ Tháng như thế nào Nghĩa là nơi này cảm báo hơn Ba châu Đông Tây Nam Chúng ta cũng gọi nó là Bắc Cư Lô Châu Người ở nơi này Phước báo rất lớn Trái đất này của chúng ta là Nam Châu Cũng gọi là Nam Thiện Bộ Châu Phước báo của ba châu Đông Tây Nam Đều không sánh bằng nó Ở đó tuổi thọ của con người một ngàn tuổi Không bị hoạnh tử Con người đều mạnh khỏe trường thọ Không có gì thọ mạng chưa hết mà đạt chết Hầu như không có chuyện đó Vì trước là cô Trước tức là tham đắm Ở đó an vui Không có nạn tai cho nên họ không chấp nhận sự giáo hóa của phật họ cho rằng không cần phải học phật không cần phải tu hành ăn mặc ở đi lại đều tự tại phước báo lớn quá Điều này chính trong Phật Pháp cũng thường nói Giàu có khó học đạo Bồ Tát Vi Đà Đây là vị thần hộ Pháp trong cửa Phật Quý vị thấy Điện Vi Đà ở trong chùa Tại bức hoành phía trên thường viết Tam Châu Cảm Ứng Bốn Đại Bộ Châu Thì ba Châu Cảm Ứng Ba Châu có Phật Pháp Bắc Châu không có Phật Pháp Cho nên Bồ Tát Vi Đà không đến Bắc Châu Ở đó không có Phật Pháp Ngay là vị hỗ trì Phật Pháp Sĩ dĩ thánh nhân bất xuất kỳ trung Chứ Phật Bồ Tát A-la-hán không đến nơi đó Người nơi đó cũng không tin Phật Pháp bất đắc kiến phật thỉnh pháp đó là nạn nạn thứ sáu là manh lung ám á nạn tức những người này tuy sinh nơi trung quốc trung quốc ở đây không phải là trung hoa của chúng ta mà là nơi có phật pháp nơi có phật pháp gọi là trung quốc nơi không có phật pháp thì không gọi là trung quốc trung ở đây nghĩa là trung ương trung quốc nhắc đến ở trong kinh điển không phải chỉ cho đất nước trung quốc quý vị nên hiểu như vậy những người này nghiệp chướng sâu dậy các căn không đầy đủ Tuy gặp được Phật ở thế gian này Nhưng mắt họ không thể nhìn thấy Người mù không nhìn thấy tượng Phật Không xem được kinh Phật Tài đi Tuy nhìn thấy nhưng không nghe được Chứa ngại việc tu học Người bị cầm thì họ có điều nghi ngờ Nhưng không hỏi được Họ không có cách gì để nêu câu hỏi Những điều này Đều chứa ngại Cho việc thấy Phật nghe Pháp Cho nên nói Không thể thấy Phật Tùy nói Đại Pháp cũng không thể nghe Cho nên gọi là nạn Đây là nạn thứ sáu vậy nạn thứ bảy là thể trị biện thông nạn vì thế gian chi nhân